nghĩa là mình xài body cũng được luôn, mình xài mặt cũng được với nhau chị nha, rất là ok và cực kỳ hiệu quả. Lát sẽ đọc coi cực kỳ đẹp nha chị nha. Chị em nào mà da mặt nám, mặt da đó chúng ta sử dụng được luôn. Thì trên sản phẩm này nó chỉ kêu là sử dụng body thôi, nhưng mà đối với dòng sản phẩm này em xích lên mặt của em luôn cho chị coi. Chị em nào muốn cứ để số điện thoại không hề ăn nắng như chị nha. Đây, đây là chai sản phẩm ủ than kích quạt. Rồi giờ mình test thử luôn nha. Rồi con đưa cái này vô, khi vô, vô. Rồi thử giò hay thử tay? Tay. Tay hả? Thử tay vô. Rửa đi, rửa cái tay trước đi, một tay thôi. Này cái này ghi ra sao đây? Hay là bấm cái nút thở xuống xuống rồi chụp. Okay. Rồi. Mình cắt cái gì đây thật cơm lại đây. Rồi chén lên, chén lên. Chén đại lên, chi chi vòng vòng luôn. Rồi, vòng vòng hết tay luôn. Vòng quanh kia luôn. Thử coi mình chỉ chét một tay thôi để mình so sánh hai tay coi nó có gọi là bật lên tông nào không nha. Cái da cái trắng lên tông nào không nha. Mình thấy ớn. Gì thấy ớn? Rồi, sau 25 phút giờ mình tiến hành rửa tay để kiểm tra xem cái kết quả sao nha các bạn. Để đẩy mạnh lên. Chị đẩy mạnh lên, chúng coi coi nó còn dính không? Dính kem thôi hay là nó trắng thiệt? Được chưa? Để hai tay sát lại coi. So coi. Ôi cũng bật tông lên được con tông đó nha các bạn. Đúng không? Thấy trắng hơn chút xíu á. Nè, nhìn rõ hai bên nè. Cũng sáng hơn, bật lên được một tông đó. Mình sử dụng nhiều lần thì chắc kết quả nó tốt hơn. Rồi. Các bạn nào mà muốn mua ủ than hoạt tính của Thánh Livestream Lê Dương Bảo Lâm thì liên hệ mình nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt mua. Chào mọi người đi.